Phần bài tập về nhà tiếp theo của ngày hôm nay, cô yêu cầu tất cả lớp chúng ta phải làm theo nhóm. Minchi à, tụi mình sẽ ở chung một nhóm đó, chắc chắn sẽ vui lắm. Được rồi, bây giờ cô sẽ bỏ tên các em vào trong cái hộp này ha. Cô sẽ chọn nhóm cho các em. Chajadu, Kim Minchi. Yeah, tụi mình chung nhóm. Chajadu à, chúng ta là tiền nhất. Minchi giỏi nhất về các bài văn, vì vậy mình không cần phải lo lắng gì hết. Và Kim Sơn Đôn. Wow, sự kết hợp rất tuyệt vời. Như vậy mình có thể chơi trò chơi điện tử và thưởng thức đồ ăn vặt ở nhà Đôn Đôn. Và thành viên cuối cùng đó chính là Li Ân Huy. Hả? Như vậy là chúng ta ở cùng một nhóm và làm bài tập chung với nhau. Bây giờ tới nhà ai đây? Thời hạn nộp bài cho cô giáo là tuần sau. Vậy thì chúng ta cứ xây vòng nhà của nhau đi ha. Đúng là ý kiến rất hay. Vậy thì bây giờ hãy đến nhà của mình trước đi nha. Bộ tất cả chúng ta đều phải đi sao? Vì có người không có giúp được gì hết á. Ôi trời đất ơi, bạn cũng biết điều đó hả? Người không giúp được chính là bạn đó. Cái gì chứ? Bộ muốn đánh nhau hả? Dừng lại đi. Hai người các bạn mau dừng lại. Nhìn nè, mấy cái này đều là đồ chơi mới hết. Còn đây chính là robot tay đấm quả tiễn kiểu mới. Đơn đơn à, vậy chúng ta sẽ ngồi ở đâu bây giờ đây? Bàn của bạn nhỏ quá, chắc ngồi không đủ. À, bạn cứ yên tâm đi. Mình đã nhìn thấy cái bàn này quảng cáo ở trên TV rồi. Đây chính là bàn học siêu ưu tú kiểu mới nhất. Cũng bình thường thôi, ba mình mới mua cho mình đó. Wow, giống y như robot biến hình vậy. Các bạn hãy chờ một chút nha, mình sẽ đi lấy ghế đem lại đây. Chắc hơi chật một chút á. Thật là tuyệt quá đi. Robot biến hình, robot biến hình. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Con đi học về phải chào mẹ trước chứ. Chào hỏi không phải là vấn đề ngay lúc này đâu. Cái gì? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Con cần một bạn học mới. Ôi trời ơi, làm mẹ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chứ. Bạn học của Đôn Đôn giống như robot biến hình vậy đó mẹ. Chị ơi, giống cái này đúng không? Một kiểu bàn học mới sẽ giúp con của bạn trở nên sáng tạo hơn. Các bé có thể học chung với anh chị em mình và cùng trở thành những học sinh xuất sắc. À, đúng rồi, chính là nó đó. Mẹ mua cho con cái bàn đó đi. Con có biết là nó mắc tiền lắm hay không? Mimi à, bà Bi à, chắc là hai em cũng muốn có một cái bàn giống như vậy có đúng không? Hai em không nghĩ là chúng ta sẽ học tốt hơn nếu như có một cái bàn giống như vậy sao? Rồi Chadu à, kéo các em con vào cuộc cũng không có tác dụng gì đâu. Bàn học, 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 bàn học. Trời ơi, mẹ sẽ kiếm một cái bàn học mới được chưa? Có thật không mẹ? Đã thành công rồi, chúng ta làm được rồi. Mẹ nói sẽ mua bàn học mới, nhưng mẹ định làm cái gì vậy? Mẹ không hề nói là mẹ mua cái bàn mới, mà chỉ nói là sẽ kiếm một cái bàn mới. Được rồi, bước thứ nhất, chuẩn bị nguyên vật liệu sẵn sàng. Mẹ lấy cái bàn này ở đâu ra vậy? Con không cần phải biết chi tiết quá làm gì. Bước thứ hai, chỉ lấy phần mặt bàn thôi, và sau đó đặt nó lên trên bàn học. Bây giờ là tới bước thứ ba. Bước này vô cùng quan trọng và có đầy rủi ro. Con phải khoan những lỗ nhỏ để kết chặt hai mặt bàn lại với nhau. Ý chà, như vậy có thể đảm bảo an toàn. Tiếp theo là tới bước thứ tư, sau đó sẽ hoàn tất. Cắm mạnh cái chày gỗ xuống mặt bàn. Bàn học biến hình đã hoàn thành xong. Đây là thứ gì vậy chú? Đây chỉ là lắp đặt những đồ phế liệu lại với nhau thôi. Gì chứ? Con phủ nhận những khó khăn mà mẹ đã vượt qua sao? Mẹ không thể ngờ được. Không chịu, không chịu. Con không muốn cái bàn này đâu. Con ghét mẹ quá rồi.
mình không muốn tới đâu. Shadow à, đừng có như vậy mà. Chúng ta phải làm bài tập nhóm đó. Chúng ta hãy mau dọn dẹp cho xong để tới nhà Ưng Hươi làm bài tập nhóm đi. Ưng Hươi à, mình nghe nói bạn có rất nhiều đồ ăn vặt ở nhà lắm phải không? Chào mừng các bạn đã đến với căn phòng thật đáng yêu của Ưng Hươi. Tuyệt vời quá. Nội thất trang trí kiểu công chúa thật sang trọng. Bàn học cùng kiểu các bạn đã thấy ở nhà Don Don. Còn nữa nha, cái giường êm ái khiến cho các bạn cảm giác như đang nằm trên mây. Và căn phòng này đã được tạo ra dành riêng cho Ưng Hươi mình thôi đó. Giường của Ưng Hươi đẹp gấp mấy lần giường của mình. Thì ra mọi người đều có giường ngủ. Ồ, đúng rồi ha. Hình như Shadow không có giường ngủ. Đã không có giường nằm ngủ là còn không có bàn học siêu ưu tú. Gì chứ, bạn không biết thì đừng có nói. Cho bạn biết nha, nhà của mình đã có bàn học rồi. Và mình cũng có giường ngủ nữa. Bạn đâu cần phải nói dối đâu. Mình nói đều là sự thật á. Thôi được rồi, vậy thì ngày mai chúng ta hãy đến nhà Shadow làm bài tập nhóm. Vậy thì có thể nhìn thấy rồi. Cũng được thôi, rồi bạn sẽ thấy. Giường ngủ, 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 giường ngủ. Hãy mau thôi đi. Được rồi, vậy bây giờ muốn có giường ngủ có đúng không? Bước thứ nhất, như mẹ đã nói, chuẩn bị nguyên vật liệu sẵn sàng, còn nhớ hay không? Chúng ta có thể tìm thấy mấy thứ này ở xung quanh nhà. Mẹ định dùng mấy thứ này để làm giường bằng cách nào đây? Im miệng lại đi, con chỉ được phép đứng ở ngoài quan sát thôi. Bước thứ hai, bắt đầu dựng cái khung giường. Trước tiên mẹ sẽ tách rời những miếng gỗ này ra và tạo thành một cái khung hình chữ nhật. Phải bảo đảm những tấm gỗ này đều cao bằng nhau. Bây giờ đã bằng nhau hết rồi. Sau đó thì dựng lên một cái khung vững chắc như vậy. Đã làm xong rồi. Nhìn không có một cái giường chút nào hết. Con đừng có mà hấp tấp. Bây giờ là bước thứ ba. Bước tiếp theo chúng ta cần phải làm một cái khung sườn. Mục đích là để giữ cho tấm nệm được chắc chắn. Tìm một cái dù cũ, tách rời cái khung dù ra. Và tiếp theo là cố định chúng vào khung giường vừa mới dựng lúc nãy. Tiếp theo sẽ là gì đây? Bước thứ tư, lẽ ra chúng ta cần một tấm nệm, nhưng mà mấy cái mền thì thoải mái hơn nhiều. Và cuối cùng, cái giường đã sẵn sàng rồi. Đây là cái gì vậy mẹ? Nó chỉ là một đống mền chồng lên thôi. Còn giường của Anu giống như là giường của công chúa vậy đó. Ôi trời đất ơi, con lúc nào cũng đòi hỏi hết. À, ấy chà, vậy là đã xong rồi. Không những là không bị muỗi cắn mà nhìn nó cũng giống như giường của công chúa nữa. Nhưng mà không phải, không hề giống giường của một công chúa chút nào. Ngày mai bạn của con tới, con phải làm sao đây? Ê, trời ơi, sao con mời bạn tới mà không hỏi ý kiến của mẹ? Trời ơi. Nè, bạn đừng có đẩy nữa, dừng lại đi. Anh Hui thiệt là ngoan cố mà. Ê, mình đã nói chúng ta nên tới nhà của Minji rồi. Sao vậy? Hôm qua bạn chính là người muốn mời cả nhóm tới học mà. Bộ không lẽ bạn sợ là bọn mình sẽ phát hiện ra bạn đã nói dối về cái bàn và cái giường ngủ? Gì chứ, mình không có nói dối. Thôi được rồi, chúng ta vào nhà thôi. Shadow à, công nhận giường của bạn đẹp thiệt đó. Y cha, cái bàn này là kiểu mới ra hay sao vậy? Nhìn nó không giống như bàn học siêu ưu tú của mình. Cái bàn này đặc biệt lắm. Các bạn muốn cũng không thể tìm được nó đâu. Nhìn bàn và giường chẳng có gì đặc biệt hết trơn. Sao hả? Bạn thấy ganh tị có đúng không? Bây giờ bạn còn dám cho là mình nói dối nữa không? Giờ bạn có chịu làm bài tập không? Mau lấy tập ra. Thôi được rồi, chúng ta ngồi ở đây đi. Mình ngửi thấy được mùi gì đó thiệt là thơm. Cái mùi này giống như những món ăn của mẹ mình nấu vậy á. Thơm quá đi à. Thật là tuyệt quá. Mình có cảm giác là có thể ngửi thấy được mùi xúc xích. Mình nghĩ rằng mình có thể học bài được suốt cả ngày nếu như có cái bàn đặc biệt giống như vậy. Bạn nói rất đúng. Kể từ khi mình có cái bàn học này, tự nhiên mình cảm thấy có thể học bài suốt cả ngày luôn cũng được đó. Trời đất ơi, mùi gì khó chịu quá. Mình không thể làm bài tập ở đó được đâu. Mình sẽ làm bài tập ở trên giường. Cái gì vậy? Nó thực sự quá thơm.
cứng sao? Để mình thử cảm nhận xem. Ây da. Nhưng mà mấy bạn ơi, có thấy là cái giường này cao quá không? Như vậy có thể sẽ gây nguy hiểm. Vậy bây giờ các bạn mau xuống đi. Được rồi. Hay thiệt đó. Mình chưa từng thấy cái giường nào có thể điều chỉnh được. Các con à, cô có chút đồ ăn vặt, mau ăn đi. Dạ con cảm ơn mẹ. Nè các bạn có biết không, bàn học và giường của mình là do chính tay mẹ của mình làm ra đó nha. Thật như vậy hả? Mình ghen tị với bạn quá à. Mẹ của bạn thật sự tuyệt vời lắm. Mẹ của mình là số 1. Ôi trời ơi. Bạn có thể ăn và đội nó như một cái nón. Thôi được rồi, được rồi. Đừng đứng yên ở đó tháng phục nữa, mà hãy tới đây đăng ký nhanh lên đi nào. Trên đời không có gì là miễn phí hết cơ đúng không?